Hello, Thảo xin chào lại cả nhà nha. Hôm nay là còn 10 ngày nữa là Tết rồi mọi người ơi. Thì ở bên đây á, hàng năm thì Thảo thường đi cắt những nhánh hoa mai vào trong nhà để mà mình trưng Tết. Thì thường là mỗi năm, năm nào cũng vậy, Thảo đem trưng những cái nhánh mai á cho mọi người cùng xem và mọi người xem video cho vui ha. Và chúc mọi người đón một năm mới thật an vui và hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe. Thảo chuẩn bị cái keo này nè. Bây giờ Thảo cho nước ấm vào trong đây để mà Thảo trưng những cái nhành mai mới đem về nhà đó mọi người. Nhành mai của năm nay á rất là đẹp luôn mọi người, thấy thấy á, những cái búp hoa nè nó no tròn à, có nhiều nhánh thì nó cái búp hoa nó nhỏ, có những búp hoa rất là mập mạp. Vậy thì năm nay á, nở hoa ra rất là đẹp luôn á. Giờ này bên Việt Nam chắc cũng là người ta hái lá mai hết rồi nha mọi người. Thảo cũng lâu rồi không có nhặt lá mai ở bên Việt Nam. Hồi nhỏ thì làm chắc cũng ngon, bứt lá mai ở trong nhà cũng mấy lần thôi, cũng không nhớ nữa. Ôi nhánh hoa mai này rất là đẹp luôn ha mọi người. Mình ngâm trong nước ấm á thì mai nó nhanh bự búp lắm. Thấy nôn nao Tết quá mọi người ơi. Mà Tết năm nay không có về được Việt Nam, hơi buồn. Mong sao cái dịch bệnh nó mau qua về thăm quê hương mình, quê hương đất mẹ. Quê hương là chùm khế ngọt. Đẹp quá con ơi. Con chào các cô chú hả? Huy con chào đi. Năm nay Thảo ưng ý mấy cái nhành mai này ghê luôn á. Nó đẹp. Búp hoa nó ra cũng đẹp. Cái năm vừa rồi thì cái búp hoa nó không có ra đều, nó giống như nó rời rạc lắm. Ah!
con không? Thảo chọn những cái này để mà Thảo trưng mấy cái liễn hoa Tết á, liễn Tết lên á, rất là đẹp. Và có những nhánh thẳng này nè. Những cái năm trước á, Thảo chọn những cái nhánh thẳng này không à. Cho nên cái năm nay Thảo mới ra ý là Thảo chọn những cái nhánh mà nó tỉa ra nhiều để mà Thảo gắn mấy cái liễn lên nó đẹp hơn. Còn những cái nhánh thẳng này á thì nó cũng đẹp lắm, mà mình treo liễn lên nó không có đẹp lung linh bằng cái những cái nhánh tủa ra nhánh nhiều. Mỗi năm trưng mai có kinh nghiệm thêm chút xíu. Việt Nam giờ người ta nhộn nhịp. Chợ bông á, Thảo xem trên những cái kênh YouTube người ta quay những cái chợ bông á, bây giờ rất là nhiều luôn á. Hoa mai, hoa đào, ồ, nhìn mê luôn. Mỗi năm Tết đến thì mỗi người đều thêm một tuổi, mà sao Tết đến thì ai cũng vui hết trơn á mọi người. Ngộ ha. Đáng lẽ là thêm một tuổi nữa là coi như già đi rồi đó, nhưng mà vẫn thích Tết. Bởi vì Tết á, những người đi làm xa thì những ngày Tết đến được nghỉ ngơi, được chỗ làm cho nghỉ phép, được thăm quê hương, được trở về quê nhà sum họp với gia đình. Về gặp cha, gặp mẹ. Cho nên được gọi là cái Tết đoàn viên. Thảo thì lo cắm hoa mai. Bé Út của Thảo thì chơi thú nhà bông. Muốn đi ra ngoài chơi nè mọi người, kêu mang dài á. Rồi Tết đến thì bao nhiêu nỗi vất vả trong năm á, nó cũng đều tan biến hết. Giàu hay nghèo cũng đón Tết. Giàu thì đón Tết theo giàu, nghèo thì đón Tết theo nghèo, mà cũng vui chung một niềm vui đón Tết. Nhớ hồi nhỏ vui lắm. Hàng Tết đến, cái mẹ Thảo đem anh em của Thảo ra là bắt đầu đi tắm gội, mà tắm bằng nước hoa mọi người. Vui lắm. Ngày thường cũng tắm vậy, nhưng mà đặc biệt là Tết là mẹ mua nước hoa mà lít lít á, mẹ cho vô mẹ tắm, trời ơi, thơm phức luôn á. Rồi mẹ may cho những cái bộ đồ màu đỏ nữa, trời ơi rất là nhớ luôn, nhớ Tết lúc hồi nhỏ ghê luôn á. Rồi được mẹ dẫn đi làm tóc, đi uống tóc. Mùng 1 là bắt đầu thức dậy, chạy ra chúc Tết ba mẹ là được lì xì. Vui ha mọi người. Ai cũng trải qua tuổi thơ như vậy cả. Bình hoa của Thảo năm nay rất là dễ thương luôn á mọi người. Tí nữa Thảo treo những cái liễn hoa lên á, những cái liễn Tết lên á, còn đẹp nữa đó mọi người. Các bạn nhớ là phải ngâm vào trong nước ấm á. Thì đây tới Tết là nó ra hoa đẹp lắm á. Có thể là ra hoa trước mùng 1, 1-2 ngày. Như vậy là mình sẽ hưởng trọn một mùa Tết
gặp nhiều may mắn luôn. À, bên cạnh có luôn cây hạnh nè mọi người, cũng có trái rồi. Và đây là giấy đỏ, Thảo sẽ bao vào trong cái chậu hạnh với cái chậu mai. Trong lúc mà bao cái giấy đỏ này, Thảo lại nhớ về lúc ở còn Việt Nam. Thảo thích nhất tới Tết cái Thảo dành cái phần mà dán giấy đỏ lên cái bàn thờ ông thần tài ông địa đó, rồi quét dọn hết bàn thờ Phật, bàn thờ ông bà, rồi xong rồi tắm cho ông thần tài ông địa nữa, rất là vui luôn á. Thảo thích nhất là thờ ông Phật Di Lặc á. Ông Phật Di Lặc ông hay cười vui lắm, rồi có mấy đứa con nít nó bu lại, nó ôm chỗ này, nó ôm chỗ kia của ông Phật Di Lặc á, rất là dễ thương. Tính bao có hai cái chậu hạnh và chậu mai thôi, nhưng mà Thảo thấy còn nhiều giấy cho nên Thảo bao luôn mấy cái chậu còn lại. Năm mới mà trong nhà nhiều màu đỏ thì sẽ mang lại nhiều may mắn. Cái đó là theo suy nghĩ của Thảo nha. Và đây là những cái liễn, những cái ông thần tài nè, Thảo treo lên cây mai. Có những cái hóa rồng nữa mọi người. Những cái liễn rất là đẹp. Rồi. Pháo nữa mọi người. Túi tiền này mọi người, cái quạt đó, pháo còn tiền này nữa. Nguyên sâu tiền luôn nè mọi người. Hello các bạn, đây pháo mua mây bán đất. Bây giờ Thảo đã trang trí xong tất cả bánh tét, dưa món, trái cây. Và sau khi đã làm chậu hoa mai này cũng mất mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Và cũng hoàn thành. Và Thảo cũng rất là cảm ơn các cô chú bác, các anh chị, các bạn đã quan tâm theo dõi video của gia đình Thảo. Và năm mới, Thảo chúc
cho ba mẹ của Thảo bên Việt Nam dồi dào sức khỏe và bình an trong cuộc sống, sống lâu trăm tuổi, hữu phúc nhiều con cháu. Và kế đến, Thảo xin chúc tất cả các bạn trên toàn thế giới này người Việt đón một cái Tết thật là an vui, thịnh vượng, an khang, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Và con trai của mẹ cũng chúc Tết hả? Tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt, và chỉ có một tình yêu chung thủy đến với các bạn. Thì năm nay Thảo làm cái YouTube này cũng gọi là Thảo làm ngay Noel, thì coi như cũng đúng một năm rồi đó mọi người. Và cũng cảm ơn tất cả các bạn luôn đồng hành với Thảo trong suốt thời gian qua, và hãy đồng hành với Thảo mãi mãi nhé. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại.